Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 20 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tại huyện Ân Thi. Huyện Phù Cừ bắt đầu thu hoạch vải lai chín sớm. Cần sớm quy hoạch các bãi đỗ xe trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Hưng Yên đứng thứ hai trên cả nước hoàn thành kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Liên tiếp xảy ra 3 vụ đuối nước trong 2 ngày, cảnh báo về sự quản lý của gia đình, nhà trường với các em học sinh trước kỳ nghỉ hè. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng dịp 19 tháng 5 cho các đảng viên tại huyện Ân Thi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Đào Đình Thi, sinh năm 1925, chi bộ thôn Đào Xá, Trần Bá Giai, sinh năm 1927, thuộc chi bộ thôn Phần Lâm, xã Đào Dương, và Phạm Trọng Gia, sinh năm 1932, thuộc chi bộ thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu. Cả ba đảng viên đều tham gia hoạt động cách mạng từ những năm 1946. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng các đảng viên được trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của mỗi đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, cũng là vinh dự rất lớn, mốc son trong quá trình phấn đấu rèn luyện, cống hiến của mỗi đảng viên cũng như cho tổ chức Đảng chi bộ nơi các đồng chí sinh hoạt. Mỗi đồng chí được vinh dự nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5, dù thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, song đều có điểm chung là sẵn sàng dấn thân phục vụ cách mạng, phục vụ đất nước, luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong suốt quá trình hoạt động để đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước. Bí thư Tỉnh ủy mong mỗi đồng chí đảng viên lão thành phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của người đảng viên, trở thành điểm tựa tinh thần, tấm gương sáng để các thế hệ hậu bối tiếp tục phấn đấu vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh văn minh. Đồng chí cũng đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm đảm bảo các chế độ chính sách cho các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại Đảng bộ xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ. Đảng viên Nguyễn Xuân Diệp tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 5 năm 1950, là chiến sĩ liên lạc thông tin thuộc tiểu đoàn 834, sư đoàn 320. Tháng 11 năm 1953 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu tại lễ trao huy hiệu Đảng, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh ghi nhận những đóng góp của đảng viên Nguyễn Xuân Diệp đối với Đảng, quân đội và nhân dân trong 70 năm qua. Đây không chỉ là niềm tự hào của đồng chí và gia đình mà còn là niềm vinh dự của Đảng bộ xã Tiên Tiến. Đồng chí chúc đảng viên Nguyễn Xuân Diệp luôn luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Đảng, góp phần xây dựng quê hương là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Hưởng ứng tháng công nhân năm 2023, chiều qua Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và biểu dương khen thưởng công nhân tiêu biểu tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Đoàn đã đến thăm làm việc và trao tặng 70 suất quà tại công ty cổ phần Bảo Hưng và công ty cổ phần May Hưng Long 2 cho đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đối thoại làm việc với doanh nghiệp và người lao động để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, chia sẻ với những khó khăn của đơn vị trong tìm kiếm đơn hàng sản xuất và xuất khẩu do ảnh hưởng chung của tình hình ngành may trong cả nước và thế giới. Cùng với đó là sự nỗ lực vượt khó của công ty duy trì việc làm và chú trọng chăm lo đời sống người lao động. Trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tổng số 1.000 suất quà trị giá 1 tỷ đồng cho công nhân lao động tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Khoái Châu tập trung rà soát và giải ngân các gói vay tín dụng nhằm giúp các đối tượng chính sách phục hồi phát triển kinh tế xã hội. 4 tháng đầu năm 2023, tổng dư nợ đạt trên 500 tỷ đồng, trong đó gói vay hộ nghèo, cận nghèo dư nợ hơn 93 tỷ đồng, tăng gần 6 tỷ đồng so với lũy kế năm 2022. Nhờ có nguồn vốn này, các đối tượng chính sách hộ nghèo trên địa bàn huyện đã mở rộng sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo. Nhờ ngân hàng chính sách xã hội, tôi vay ở hộ cận nghèo được 50 triệu. Tôi cũng về để đầu tư vào chăn nuôi thả cá vì gia đình cũng có vào khoảng 700 mét ao. Một năm doanh thu của tôi tổng được tầm khoảng 3 đến 40 triệu một năm.
không chỉ hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phát triển kinh tế hộ gia đình, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Khoái Châu còn tích cực triển khai nhiều gói vay khác, điển hình là gói vay học sinh sinh viên giải quyết việc làm, gói vay nhà ở xã hội. Phát triển mạnh nghề vận tải cộng với sự gia tăng nhanh ô tô cá nhân dẫn đến lượng xe trên địa bàn huyện Yên Bí tăng mạnh. Tuy nhiên do chưa có bãi đỗ xe nên hiện các phương tiện đang đỗ không đúng nơi quy định. Để khắc phục tình trạng này, các địa phương trên địa bàn huyện cần sớm quy hoạch bãi đỗ xe tập trung theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xã Lý Thường Kiệt có gần 2.000 hộ dân thì có tới gần 300 xe ô tô các loại, trong đó có trên 100 xe vận tải chuyên chở hàng hóa. Hiện địa phương chưa có bãi đỗ xe tập trung nên các địa điểm ven đường, nhà văn hóa thôn vẫn được trưng dụng nhất. Ở đây phương tiện thì tất cả mọi nhà ria đường này nhà ai cũng có xe Sài Gòn, ai cũng có xe to. Có những nhà có hàng chục cái, nhưng mà người ta không có chỗ đỗ. Thế là đỗ ở đường này nó rất là nguy hiểm. Có ảnh hưởng cho người đi đường, thứ hai là đỗ ở ngoài đường này thì nó không an toàn. Người dân thật sự mong muốn là nếu một xã mà quy được một cái bãi đỗ xe cho mọi người đây thì rất phấn khởi. Sau khi có cái chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc là quy hoạch bãi đỗ xe tập trung cho nhân dân thì xã Lý Thường Kiệt đang tiến hành rà soát lại các quỹ đất. Nếu đủ điều kiện và phù hợp với quy hoạch thì xã sẽ tiến hành triển khai làm bãi đỗ xe cho nhân dân, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn. Xã Trung Hưng là địa phương phát triển mạnh nghề vận tải. Hiện toàn xã có gần 20 công ty với gần 300 xe ô tô. Tuy nhiên hiện địa phương cũng chưa có bãi đỗ xe tập trung nên hầu hết các phương tiện đều phải đi thuê địa điểm ở địa phương khác hoặc đỗ nhờ ở cây xăng, nhà văn hóa. Chủ trương của tỉnh mà quy hoạch mỗi thôn là một cái điểm bãi đỗ xe thì tôi thấy là rất hợp lý, là hạn chế trong cái việc đỗ xe ra các cái đường giao thông. Chúng tôi cũng sẽ hưởng ứng cái chủ trương này, tổ chức họp rà soát diện tích đất trên địa bàn xã để có thể đưa vào bổ sung quy hoạch. Huyện Yên Mỹ có 17 xã thị trấn, ngoài liên tục tăng xe ô tô cá nhân thì các xã như Việt Cường, Minh Châu, Trung Hòa, thị trấn Yên Mỹ có nghề vận tải, sản xuất tiểu thủ công nghiệp nên lượng phương tiện ô tô đông. Hiện có duy nhất thị trấn Yên Mỹ có một bãi đỗ xe tập trung, nhưng do lượng phương tiện quá đông nên chưa đáp ứng được nhu cầu dừng đỗ. Để đáp ứng nhu cầu của nhân dân khi kinh tế phát triển, số lượng xe ngày một tăng, các địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ cần sớm quy hoạch mỗi thôn một bãi đỗ xe theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Có như vậy mới sớm đáp ứng được nhu cầu và tốc độ phát triển của cư dân hiện nay. Hiện nay các nhà vườn ở huyện Phù Cử bắt đầu thu hoạch vải lai chín sớm. Ở vụ năm nay, chất lượng, mẫu mã, sản lượng vải lai cao hơn năm trước. Huyện Phù Cử có trên 1.100 ha trồng vải lai chín sớm và vải trứng Hưng Yên. Trong đó, diện tích trồng vải lai chín sớm là 850 ha, được trồng chủ yếu tại các xã Tam Đa, Minh Tiến, Tiên Tiến. Năm 2023, ước tính sản lượng vải lai chín sớm Phù Cử khoảng 12.000 đến 12.500 tấn. Đến nay, một số nhà vườn hợp tác xã đã bắt đầu thu hoạch vải, thị trường tiêu thụ được mở rộng không chỉ các tỉnh phía Bắc mà còn ở các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế. Theo đánh giá của các nhà vườn, vải năm nay ít bị sâu đầu, giá bán đầu vụ cao. Vải năm nay thì tôi thấy là cái hiện tượng sâu đầu là không có. Và cái năng suất thì cũng cao hơn so với năm ngoái. Chất lượng của nó thì đầu mùa nhưng mà ăn rất ngọt chứ cũng không chua. Mấy ngày hôm nay là chúng tôi bắt đầu thu hái, chủ yếu là bán vào các thị trường miền Trung và các cái thương lái của các tỉnh lân cận. Giá thời điểm này thì hiện bây giờ là chúng tôi đang thu mua với cái mức từ 25 đến 30 nghìn. So với năm ngoái thì cao hơn 5 đến 10 nghìn. Năm nay là vải chín cũng không chín đồng loạt mà chín theo từng trà một. Cho nên là tôi nghĩ là cái giá nó sẽ ổn định. Diện tích vải nhà tôi nó độ khoảng 3 mẫu. Năm nay là chúng tôi ước thu độ khoảng 8-9 tấn. Mấy hôm nay là thương lái là đến nhà tôi là rất nhiều ký kết hợp đồng. Mỗi ngày họ đi một chuyến này, độ khoảng mỗi xe độ 2 tấn này. Nhằm tiêu thụ sản phẩm vải lai chín sớm Phù Cử, các hộ trồng vải hợp tác xã được hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu qua các hội chợ kết nối, triển lãm hàng nông sản được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố. Sản phẩm được duy trì cập nhật đầy đủ thông tin về sản phẩm hàng hóa trên các sàn giao dịch điện tử.
Để nâng cao chất lượng thương hiệu, huyện đã khuyến khích các địa phương, hợp tác xã, nhà vườn thu hoạch vải lai đúng thời điểm. Cũng đã thông báo cho bà con cũng như là thông báo cho các điểm cân là chúng ta phải làm tốt cái khâu chất lượng, an toàn về chất lượng. Thứ hai là phải đảm bảo cái quả vải nó chín và nó đủ điều kiện để chảy thì chúng ta mới tiến hành chảy và bán ra thị trường. Vải lai chín sớm là cái quả vải mà thu hoạch trong một cái thời gian rất ngắn. Thế mà nếu mà mình không làm tốt cái việc kết nối tiêu thụ vải lai chín sớm cho bà con thì sẽ bị tư thương ép giá. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền quảng bá để từ đó thì sẽ nâng cao chất lượng cũng như là cái giá thành của quả vải trong năm 2023 này. Vải chín sớm đã trở thành sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của huyện Phù Cử với sự phát triển vượt bậc cả về chất lượng và sản lượng. Những quả vải tại đây bắt đầu vào vụ thu hoạch với nhiều niềm vui phấn khởi vì vải được mùa và giá bán cũng cao hơn so với năm trước. Thưa quý vị và các bạn, hiện Công an thị xã Mỹ Hào đã hoàn thành làm thẻ căn cước gắn chip cho trên 90.000 công dân đủ tuổi 14, đạt 100% công dân cần cấp, là đơn vị thứ hai của tỉnh sau huyện Tiên Lữ hoàn thành cấp thẻ căn cước gắn chip cho công dân trong độ tuổi. Để đạt được kết quả này, Công an thị xã Mỹ Hào đã trang bị thêm 5 bộ máy tính chuyên dụng, huy động lực lượng tham gia làm ban đêm, đồng thời huy động các ngành đoàn thể các xã phường tuyên truyền vận động gọi những người đi làm ăn xa, bố trí thời gian, chủ động về để hoàn thiện. Với trường hợp sức khỏe yếu không đi lại được, tổ công tác đến tận nhà hỗ trợ. Cùng với đó đến nay, Công an Mỹ Hào cũng đã thu nhận thông tin được trên 70.000 công dân, trong đó đã kích hoạt bước 2 được gần 35.000 trường hợp. Trong những ngày tới, đơn vị này sẽ tổ chức phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp rà soát, phối hợp thu nhận, kích hoạt cho các công nhân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch giao. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đến nay việc thực hiện đề án số 06 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Hiện là địa phương đứng thứ hai trên cả nước về tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Ngoài việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho công dân tại trụ sở, lực lượng công an cấp xã Thụy Lôi đã thành lập các tổ lưu động đến các địa phương làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân. Với phương châm làm hết việc không hết giờ, phát huy tối đa vai trò của lực lượng công an ở cơ sở, cán bộ chiến sĩ đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát thu nhận hồ sơ. Các tổ xuống tận thôn cũng đã kích hoạt cho người dân, thì người dân cũng đều đã sử dụng được trên phần mềm VNID của Bộ Công an. Tại đến thời điểm hiện tại là Công an huyện Tiên Lữ đã hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân trong diện cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện Tiên Lữ và kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt gần 90%. Xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của đề án 06 đối với việc chuyển đổi số, Công an huyện Văn Lâm đã triển khai quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt thực hiện các giải pháp với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công an các xã đã có nhiều cách làm hay trong công tác tuyên truyền vận động để nhân dân nắm được những ưu điểm tích cực của đề án số 06. Từng chi hội là phụ trách một vài hộ để vận động lên công an huyện và lên công an xã để làm căn cước và làm định danh điện tử. Được cái kết quả ngày hôm nay mà có sự chỉ đạo sát sao của ngành dọc cấp trên và đảng ủy ban và các ngành phối hợp chặt chẽ thì chúng tôi mới hoàn thành được những nhiệm vụ. Tỷ lệ cấp định danh điện tử mức 1 và mức 2 thì đã cấp trên toàn huyện là được số liệu thu nhận là được 84.000 và đã kích hoạt thành công là trên 37.000. Với vai trò là cơ quan thường trực thực hiện đề án 06, Công an tỉnh Hưng Yên quyết tâm cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đề án. Trước đó, Công an tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm, trong đó điển hình là chiến dịch 90 ngày đêm thực hiện các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu đảm bảo luật cư trú. Đây là anh kích hoạt mức độ 1 thành công rồi nhá. Thì lực lượng công an toàn tỉnh đã quyết tâm và thực hiện hoàn thành trước 20 tháng 5 việc thu căn cước công dân gắn chip trên địa bàn toàn tỉnh cho số đối tượng đủ điều kiện và triển khai cấp định danh đến nay đã đạt 64%, đứng thứ hai trên toàn quốc. Đây là một sự nỗ lực, sự cố gắng của lực lượng công an toàn tỉnh, trong đó lực lượng quản lý chính là một trong những lực lượng tham mưu quyết liệt để triển khai thực hiện và xác định đây là nhiệm vụ chính trị và tiến tới để ứng dụng các dữ liệu căn cước công dân, định danh, xác thực điện tử phục vụ các thủ tục chính, phục vụ việc quản lý nhà nước và triển khai các thủ tục chính trên địa bàn toàn tỉnh.
Vừa qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình giao lưu Mẹ đỡ đầu thắp sáng tương lai 2023 nhằm đánh giá lại hành trình một năm thực hiện chương trình tại Hưng Yên và tiếp tục kết nối các đơn vị nhà hảo tâm đỡ đầu các trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Sau hơn một năm thực hiện chương trình, đã có 564 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu, trong đó có 4 trẻ mồ côi do COVID-19 và một số cháu mất cả cha lẫn mẹ, với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng, cùng nhiều sách vở, quà tặng, đồ dùng học tập. Một số cháu được nhận đỡ đầu đến khi 18 tuổi. Sau khi kết nối và nhận đỡ đầu, các mẹ thường xuyên quan tâm, thăm hỏi và động viên về cả mặt tinh thần, giúp các con có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Các khách mời là đại diện các doanh nghiệp Mạnh Thường Quân nhận đỡ đầu và các gia đình đã cùng chia sẻ những tình cảm, tâm tư để cùng gắn kết yêu thương giữa bên nhận đỡ đầu và các cháu mồ côi. Đó là những lời cảm ơn, sự biết ơn của mỗi gia đình và những dự định tương lai được mở ra cho các cháu mồ côi, là sự cảm thông, tấm lòng, yêu thương, sự tận tình của mỗi người mẹ đỡ đầu, dù là cá nhân hay tập thể, lan tỏa đến cộng đồng, xã hội. Ngay tại chương trình, đã có thêm 54 trẻ em mồ côi được các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu mới. Nhân dịp này, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã dành nhiều suất học bổng, phần quà trao tặng đến các trẻ em mồ côi. Ban tổ chức cũng tặng giấy khen, tri ân đến các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu tại tỉnh Hưng Yên. Mặc dù chưa bước vào kỳ nghỉ hè, song trong 2 ngày 18 và 19 tháng 5 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra liên tiếp 3 vụ đuối nước, khiến 3 em học sinh tử vong, sóng lên hồi chuông về nỗi lo đuối nước mỗi khi hè đến. Cụ thể, tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, ngày 18 tháng 5 xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến một em nhỏ 6 tuổi tử vong tại ao cạnh nhà. Trong ngày 19 tháng 5 xảy ra 2 vụ đuối nước, trong đó một vụ xảy ra tại sông Hồng, thuộc địa phận thành phố Hưng Yên, khiến một học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Lê Lợi, và một vụ việc xảy ra tại ao bơi xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, khiến một em học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Minh Hoàng tử vong. Hiện nay các em học sinh hầu hết đã thi xong học kỳ cuối năm và chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, nên cần có sự quản lý chặt chẽ giữa cả nhà trường và gia đình. Cùng với đó, thời tiết nắng nóng, việc bơi lội là hợp lý, song cần có sự quản lý của người lớn và kỹ năng bơi lội, xử lý tình huống của mỗi em, để nỗi lo đuối nước không còn tái diễn đáng lo ngại mỗi dịp hè về, để lại sự đau thương mất mát cho gia đình các nạn nhân. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng oi bức, những ngày vừa qua đã khiến số lượng bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà gia tăng, nhất là trẻ em và người cao tuổi. Cụ thể, trong ngày 18 tháng 5 vừa qua, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà tiếp nhận một trường hợp nam bệnh nhân bị sốc nhiệt do nắng nóng. Bệnh nhân 61 tuổi ở phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên là công nhân xây dựng. Khi đang làm việc ngoài công trường thì bị sốc nhiệt vào viện trong tình trạng yếu cơ, co rút tay chân, bị mất nước nặng. Các bác sĩ đã tiến hành bù nước, điện giải và cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Sau vài giờ, bệnh nhân hồi phục sức khỏe. Tại khoa nhi của bệnh viện, số lượng bệnh nhân điều trị nội trú cũng tăng đáng kể với gần 60 trẻ nhập viện. Có thời điểm, bệnh nhân phải nằm ghép do quá tải giường bệnh. Đa số trẻ mắc các căn bệnh phổ biến trong mùa nắng nóng như bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa và tay chân miệng. Các bác sĩ cảnh báo không chỉ số lượng trẻ nhập viện có xu hướng gia tăng mà mức độ bệnh cũng diễn tiến nhanh và nhiều trẻ có biểu hiện bệnh nặng. Nếu mà có các cái dấu hiệu về bệnh tật, ví dụ như nổi mụn nước ở tay chân hoặc là sốt là phải đi khám ngay, tại vì bệnh nó diễn biến rất là nhanh. Cái mùa hè là cái mùa mà nắng nóng nên các con dễ có cái tình trạng ngộ độc, các cái trẻ mà vào đây với tình trạng nôn rồi đi ngoài rất là nhiều. Và ngoài ra thì năm nay nó có thêm một cái tình trạng đó là các cái trẻ lớn tầm từ 5 tuổi đến khoảng 12 tuổi, các bạn bị viêm phổi rất là nhiều, viêm phổi do mycoplasma rồi viêm phổi thủy, viêm phổi tập trung. Với cái mùa nắng nóng như này thì ưu tiên đối với trẻ đó là mình phải giữ cho trẻ tránh nắng nóng ở trong nhà mát và không nên ra chơi những cái nhiều hoạt động ngoài trời quá nhiều. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là cái việc mà chăm sóc trẻ rất là quan trọng, mình nằm điều hòa thì mình không để nhiệt độ quá thấp hoặc là vệ sinh mũi họng thường xuyên. Và thêm nữa là có những cái dịch bệnh nó lây qua đường hô hấp thì cái việc sát khuẩn, khử khuẩn và đeo khẩu trang thì nó vẫn là những cái quan trọng. Cộng thêm nữa là mình phải cho con uống thêm nhiều nước, phải ăn thêm nhiều các cái đồ hoa quả có vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho con.